Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay cơ sở đồ gỗ Hiền Lành lại tiếp tục giới thiệu tới toàn thể quý vị một mẫu giường chữ X bằng gỗ hương. Đây là một mẫu sản phẩm rất là quen thuộc với quý vị trong thời gian vừa qua. Thì hôm nay chúng tôi lại dựng lên một chiếc giường chữ X gỗ hương mang kích thước là 1m6 x 2m cho khách hàng ở Ninh Bình. Vì là gần Tết rồi thì chúng tôi không hoàn thiện kịp thì chúng tôi sẽ bàn giao phần mộc cho gia đình. Và gia đình để lên ra riêng thì chúng tôi sẽ hoàn thiện sau. Chiếc giường này là kích thước 1m6 x 2m. Chúng tôi làm 14 nan và được dát giường là nông khung. Đây là phần đốp cao đây. Ta cũng đi vào chi tiết phần đốp cao đây. Nên là chúng tôi đã đặt biệt danh đây là giường chữ X hoặc giường gỗ hương chữ X, quý vị có thể tìm trên YouTube hoặc website. Đây là mẫu giường được thiết kế đơn giản so với những mẫu Louis Hoa Hồng hoặc là giường Hoàng gia. Vai giường chúng tôi làm to 25 phân và dày 5 phân. Đây là hàng đặt của khách bên Ninh Bình. Cũng một mẫu giường chữ X như này thì chúng tôi có làm kích thước nữa là 1m8 2m hoặc 2m 2m2. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Quý vị nào muốn sở hữu bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành qua số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Đây chúng ta cùng chiêm ngưỡng tổng thể chiếc giường chữ X đây. Rất là đẹp. Nhưng mà rất là dày mà mẫu mã này đơn giản, dễ lau chùi.